Em Quang xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Hôm nay em Quang là gửi đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe quốc dân của quý anh chị. Xe này ở ngoài đường rất là nhiều luôn. Và ở tầm tiền 500 mấy thì quý anh chị chọn XL7 hay Etiga thì form dáng không được đẹp như Xpander nha quý anh chị. Cực kỳ giữ giá luôn nha quý anh chị. Con này là Xpander số tự động sản xuất 2020 nha quý anh chị. Con này gốc Hồ Chí Minh mới đi có 9.000 km thôi. Còn 4 cây nữa là 10.000 đấy. 9.000 km nữa quý anh chị, siêu mới nhá, sơn zin 99% luôn nha quý anh chị. Đây nhá. Xe hiện tại thì biển kiểm soát Bình Dương, nhưng mà quý anh chị mua về Hồ Chí Minh cũng không mất 20 triệu tiền biển nhá. Nội thất là đẹp long lanh luôn quý anh chị. Đi 9.000 cây thì quý anh chị biết rồi, con này thì chắc chưa chạy dịch vụ một ngày nào cả. Sơn zin thì 99%. Con này em đang bán với mức giá bán là xin lỗi, 565 triệu còn thương lượng nha quý anh chị. Anh chị nào đang tham khảo dòng này mua về đi gia đình hay chạy dịch vụ thì tiết kiệm được cũng khá khá số tiền nhé. Con này rất là giữ giá luôn quý chị. Chị đi không sợ bị trượt giá như các dòng khác đâu. XL7 mua bằng giá XL7, nhưng bây giờ con này giá thì nó hơi nhỉnh hơn XL7 một tí. Quý chị nhìn nè, liền lạc như cái này mà. Như xe mới trong hãng đó quý chị ạ. Không khác gì xe mới đâu mà tiết kiệm được khoảng gần 100 triệu quý chị. Xe lên được bộ áp suất lốp này quý chị. Bên ngoài á, áp suất lốp bên ngoài á, 4 lớp zin theo xe quý chị, lớp sơ cua chưa hạ luôn. Anh chị tham khảo dòng này thì có liên hệ cho em Quang nhé. Con này vẫn hỗ trợ vay bình thường nha quý anh chị. Hỗ trợ vay 70% giá trị xe. Thời hạn vay là 5 năm nha quý anh chị. Hỗ trợ vay toàn quốc luôn. Không có kén hồ sơ tỉnh nào cả. Em vào nội thất quay thêm trong nội thất của quý anh chị nhé. Khách kìa, ấy ơi. Con này cần số em quý chị, quý chị xem đây, rất là đẹp. Chúng ta nên kiểm tra cái thẻ bảo hiểm y tế của mình. Nếu mà lần này chúng ta nhanh chóng chúng ta chưa bị bóng như nào hết nha quý chị. Từ tháng 3 cho tới tháng 6 okay. Để chúng ta được hưởng cái mức phí là cũ là 804.600 một năm đối với bảo hiểm y tế gia đình. Còn nếu mà từ 1 tháng 7 thì mức phí sẽ tăng lên là 972.000 đồng một năm. Đó thì cái vấn đề mà mức xe con này có cả cruise control nha quý anh chị. Được chủ xe lên camera hành trình rồi nè. Lúc nào người bên khỏe đâu có vấn đề gì nên thành ra cái thẻ bảo hiểm y tế thì họ cũng có thể quên. Gương gập điện luôn nhé. Gương gập điện lồng gương chính điện luôn nhé quý anh chị. Hiện nay thì cái vẫn có tình trạng là người dân là cũng hay quên. Em xin dừng clip tại đây và anh chị nào đang tham khảo dòng này thì có liên hệ cho em Quang nhé. Để số điện thoại 0377652627 hoặc kết bạn Zalo em gửi thông tin chi tiết hình ảnh xe nha quý anh chị. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi em thời gian vừa qua và ủng hộ em thời gian vừa qua. Cảm ơn tất cả quý anh chị ạ.